Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của Skill Way. Đậu xanh. Thanh niên nào vậy hả? Ok. Như vậy là mới vào được trận thì mình đã có được ngay một cái khẩu súng đó là M79 nha các bạn ơi. Ngon quá rồi anh em ơi. Ok. Vậy là mình đã có được một mạng đầu tiên hết sức là dễ dàng nha mọi người. Ok, uầy. Úi dồi ôi. Đứa nào ở trên này vậy hả? Đây, cầm sẵn phóng lựu nha các bạn ơi. Đổi MP5 để lấy M60 này anh em. Hello, bạn nào vừa nổ súng ở đây vậy hả? Ấy, đây à? Úi dồi ôi. Đây à? Ok này. Anh em ơi, anh em thấy là có dễ dàng không ạ? Mỗi tội là tự nhiên có thằng ở trên đồ nữa nó bắn mình gần đai anh em ơi. Căng căng căng, uầy. Bắn nhau ghê vậy hả công? Ây, tôi lại sợ công quá cơ. Ok mọi người ơi, trang bị 3 lô 1 vào này. Let's go nào các bạn ơi. Mình sẽ chạy qua phía này. Ây, phía trên có ai không vậy hả? Mình nhớ là một đứa ở ngay cái phía này luôn. Nào để coi. Hello bạn ơi, bạn chạy đâu rồi vậy? Bạn lại chạy nhanh quá nhỉ. Đây. Bạn chạy nhanh quá là mình sợ đấy. Ơ kìa. Đây à? À. Anh em ơi, từ từ. Chạy lại gần hơn nữa này. Uầy, ăn đạn phóng lựu nha em. Ok và xanh mộ luôn. Thế là kẹo có được mạng thứ 3 rồi nha anh em. Uầy, thanh niên này có cả mũ 3 cả. Ngon vậy anh em. Ok. Cơ bản là phóng lựu hết đạn nên là kẹo vừa đổi qua khẩu súng MP5 nha anh em. Thế là bây giờ thì kẹo lại chơi cái combo súng đó là M60 cộng với MP5. Mặc dù là combo hơi bị sida một xíu nhưng mà không sao cả anh em ơi. Nào, người đâu cả rồi? Vâng, và trong cái ván đấu này còn lại đó là 26 người chơi nữa. Nói chung là đang rất là đông nha các bạn ơi. Căn nhà này có lẽ là không có gì cả. À, ở mãi ngoài chỉ có một cái hòm sắt này. Ok. Vậy là mình đã có được full phụ kiện cho cái khẩu súng MP5 nhá. Thiếu mỗi cái ống ngắm nữa anh em ơi. Đơn giản là ống ngắm thì mình lại trang bị qua M60. Thực ra thì mấy cái trang bị súng đó toàn là mấy trang bị sida thôi. Nên là tí nữa chúng ta sẽ kiếm được những cái trang bị súng nó ngon hơn. Đấy. Phải kiếm được toàn đồ tím anh em ơi thì chơi nó mới dễ dàng thấp một được. Ok, và chạy thẳng theo hướng 60 độ. Chúng ta có thể thấy được rằng là có ngay một cái tử thương mới này. Ok. Bán súng là có lẽ hơi thừa bởi vì là hai khẩu súng hiện tại kẻ đang chơi thì đều không trang bị được bán súng cả. Ok, bom keo này. À, một khẩu súng UMP. Và kẹo vừa được qua UMP luôn nhé. Đây, vẫn luôn cái bán súng level 2 này. Tí nữa nếu mà có súng ngon thì mình sẽ lượm sau nhé. Thật ra thì bây giờ là hai khẩu này thì không cần bắn súng nên là mình sẽ vứt ra để cho nó rộng ba lô. Với lại thì kẹo đang dùng ba lô level 1 nữa mà anh em. Nên là cái không gian đựng đồ nó vô cùng là hạn chế. Ok, liệu chóa này các bạn ơi. Ngoài này thì cái bầu không khí nó khá là yên lặng anh em ạ. Kiểu này chắc là chẳng có ai đâu. Phía trên này thì cũng như vậy luôn này. Ây da. Phía trên này kẹo chưa thấy ai cả anh em ơi. Vắng quá mà các bạn ơi. Đùa, không hiểu tại sao mà cái khu vực này nó lại khá vắng nhỉ anh em. Ok. Dựng bom keo tại đây các bạn ơi. Mình sẽ tự thẩm du bằng liệu choáng coi. Nào, các bạn xem là liệu choáng nó sẽ làm choáng được mấy giây này. 1 giây này, 2. Uầy. Như vậy là nếu mà anh em tự nổ bằng liệu choáng thì nó sẽ choáng được 1 giây anh em ơi. Hình như là nếu mà anh em gặp kẻ địch thì anh em sẽ bị choáng lâu hơn nữa. Dẫu sao thì cái liệu choáng này cũng là một cái quả liệu khá là hay cho game Free Fire. Đây, ok anh em ơi. Và bây giờ thì mình sẽ dùng liệu đạn để phá hủy tấm băng này. Đấy, để chạy ra ngoài anh em ạ. Uầy, chưa nổ được anh em ơi. Thêm một quả liệu nữa này. Ok, chờ tấm băng bị phá hủy nha. Vẫn chưa được nữa các bạn ơi. Nên là mình sẽ dùng súng bắn luôn cho nó nhanh đấy.
Ngoài này có gì không nhỉ mọi người? Đây có một chiếc xe lam nhá. Thì là không có xe nên mình sẽ chạy tạm bằng con xe lam này luôn. Không ngại gì cả nha anh em. À, trong này chúng ta sẽ có thêm được một quả băng keo này anh em. Mình sẽ qua căn nhà này coi. Các bạn là tôi sẽ xem là ở căn nhà này còn cái đồ gì ngon không nữa anh em ơi. Hết rồi anh em ạ. Kiếm thêm được một quả lựu. Cái điều mà mình cảm giác là hơi bị chán đơn giản là đã có được mũ ba này, có được giáp chống nổ này, nhưng mà ba lô ba thì lại chưa có nhá. Buồn chưa anh em? Quá là buồn luôn ạ. Anh em ơi, hiện tại là kẹo chưa có được một cái khẩu súng trường bắn được ok nữa anh em ơi. M60 này nó khá là giống với súng máy thì hơn anh em ạ. Đấy, mình muốn kiếm một khẩu Famat hoặc là một khẩu Ska chơi tạm cho nó ngon. Ok, lại có thêm một túi máu và kẹo đã có cho mình được túi máu thứ 5 cơ. Nào anh em ơi. Ồ, vẫn là M60. Mình tưởng là Famat cơ, nhưng mà chạy gần lại thì nó lại là M60. Hơi chán nhỉ các bạn. Bây giờ chắc là đổi qua ô tô mà chạy thôi. Xe máy nó lại sấy cho xanh mộ, lại mồ hiên mà đẹp hả anh em. Đây, chạy bằng ô tô thôi anh em ơi. Let's go. Uầy, 20 đứa nữa cơ à. Công nhận là các bạn cứu nhau nhanh thật đấy. Mình mới chạy lận lờ có xíu thì bây giờ chỉ còn lại có 20 người chơi. Ok các bạn ơi. Mình sẽ chạy lên theo cái phía đó là 120 này coi. Hiện tại thì kẹo đang chỉ có đó là 5 mắt xem thôi. Mắt xem có lẽ như là hơi bị ít nhưng mà không sao cả. Nào, let's go. Ui, lại thêm một bạn nữa. Đã phải rời khỏi trận đấu này. Ok, 19 người chơi nữa anh em ơi. Lên luôn. Chúng ta sẽ chạy lên phía cổng chờ nhau mọi người. Đây, ở trên này thì thính vàng sáng lấp la lấp lánh, nhìn rất là hấp dẫn các bạn ơi. Ui, à, một chiếc xe Motorchat này. Alo bạn ơi, cho mình lên xem với. Ê, team up không nào thanh niên? À, thanh niên nhảy xuống hạ bạn ơi. Team up đi bạn ơi. Ok, lâu rồi thì mới gạ team up thành công anh em ạ. Thế là bây giờ lại có một cái bạn chơi cùng mình trong cái trận đấu rank này nữa này. Uầy, hai anh em trên một chiếc xe Motorchat, cố gắng để kiếm lấy top 1 nhỉ mọi người. Uầy, thính anh em ơi. Đấy, vì là đang chơi team up nên là dừng xe từ từ, không là đâm cả vào bạn kia thì hơi bị chán luôn. Đây bạn ơi. Hello bạn ơi. Bạn ấy không quan tâm anh em ạ. À, vứt cho mình đạn tiểu liên à. Uầy, đạn súng lục thì mình đâu có cần. Đơn giản là kẹo không chơi súng lục anh em ơi. Ok, đây bạn ơi, đồ này ngon cho bạn. Này, chạy qua mà lấy túi máu ông ơi. Ok, mình sẽ vứt cái ba đạn súng lục đi. Hello bạn ơi, lên xe mình chở nào. Ok, thế là bây giờ thì kẹo đã có được thêm một cái đồng minh nữa. Đâm ra là lấy 17 cho đi 2 là còn 15 đối thủ nữa anh em ơi. Uầy, ngoài này chưa thấy ai cả, ngoài này khá là trống vắng các bạn ơi. Không biết là mình chạy ra ngoài này có sai lầm hay không nữa nhưng mà thôi kệ đi. Cứ từ từ anh em ạ, đấy, bo thu càng nhỏ thì kiếm người càng dễ hơn. Chứ còn là bây giờ bo to thì kiếm người nó lại hơi bị khó khăn đấy. Nào anh em, phía này thì sao nhỉ các bạn ơi. Uầy, vắng quá ta. Hôm nay không hiểu sao lại vắng quá ta. À, mình vừa chạy qua cái khẩu Famat anh em ạ. Nên là từ từ mình sẽ chạy xe lại cả đã. Để vòng ra phía sau và lấy cái khẩu Famat anh em ơi. Famat nó ngon hơn M60 nhiều mà anh em. Nào. Ôi anh em ơi đây. Vòng qua phía này. Đúng rồi anh em ạ. Ok, và mình sẽ đổi M60 lấy Famat nha các bạn. Ngon. Đấy, bây giờ kẹo vẫn đang cảm thấy khá là chán. Đơn giản là ui, trận này nghèo thật. Đến tận bây giờ vẫn phải dùng cái ba lô level 1. Chạy qua hàng rào luôn nhỉ. Cái điều mà mình khá là thích ở con xe Motorchat đó là anh em có thể là vượt địa hình một cách dễ dàng đấy. Đặc biệt là leo dốc thì cũng như vậy đấy. Motorchat chạy rất là ngon luôn nha các bạn ơi. Bởi vì là bánh to mà anh em. Bánh to chạy cản phá mọi địa hình. Và kẹo sẽ chạy thử qua UAV coi. Wow. Đây,
thằng nào vừa bắn nổ UAV vậy? Ai dám bắn nổ UAV cả? Anh lại sợ chú quá cơ. Nào em, chú dám bắn nổ UAV cả? Phía trên này thì anh em có thấy được ai không nhỉ? Chưa thấy, chưa thấy. Uầy, lại thêm một đứa đã bị hạ anh em ơi. Thế là người càng ngày càng ít đi, nhưng mà hiện tại thì kẹo mới chỉ có được 3 kill này. Uầy, trận này là mình hơi bị lo lắng này. Mình nghĩ rằng là mình sẽ có được ít kill anh em ơi. Úi dồi ôi. Nào nào các bạn ơi, người đâu? Người đâu cả rồi vậy? Đây tôi vào lại cổng trời, nhưng mà uầy, tốt nhất là mình sẽ nên chạy tránh xa cái vùng Red Zone ra anh em ạ. Không là xanh mộn luôn, nào không biết được đâu. Đấy, chạy là phải chạy cẩn thận. Úi dồi ôi, sợ quá nhỉ. Không sao, vì là cái vùng NG nó cũng đã qua đi. Và mình đang có mặt ở khu vực đèo đá nha các bạn ơi. À, hai đứa này, what the hell, cũng chơi team up cả. À, team up hả các bạn ơi? Thế thì ăn tông xe nhé này. Ok, một đứa này. Bây giờ thì nhảy xuống này, thì nốt đứa còn lại này. Ây, bạn ơi, bạn ơi. À, gạ team up à? Gạ team up à? Ok, xanh mộ đi bạn ơi. Đơn giản là team up 2 người mới dễ chơi anh em ơi, chứ còn là team up 3 người thì khó chơi lắm. Ok, như vậy là kẹo cuối cùng cũng đã có cho mình được cái 33. Từ nãy giờ thì tôi chỉ mong là có được 33 thôi. Ok, có cả MP40 luôn. Quá đã anh em ơi. Ngoài ra thì mình sẽ lượm thêm được mấy quả lựu tròn nữa. Ổn chơi anh em. Nó lại ổn quá nhỉ. Ơ mọi người ơi, nãy giờ chạy thì kẹo không có để ý. Thế là bây giờ chỉ còn lại có 11 đứa nữa, là tính cả mình với lại bạn này anh em ơi. Kiểu này là lại sắp cấp 1 rồi các bạn ơi. Nào, bây giờ thì mình sẽ chạy qua cái hòm sắt này và loot thêm đồ cái đã. Wow, lại có thêm một bạn đã bị hạ đây. Trời ơi, kiểu này là top 1 trong tầm tay rồi anh em ạ. Ok, trang bị lần scope 4x vào scar này anh em ơi. Quá đã phải không anh em? À, kia là thằng vừa team up với mình, nó lái xe anh em ơi. Bạn ơi, bạn ơi, từ từ. Bạn lái xe thế là mình sợ đấy. Đây, để mình chạy qua lái xe nào anh em ơi. Hello bạn ơi, đây, mình đây. Lúc nãy mình với bạn team up, bạn lại quên rồi à? Quên nhanh vậy. Hello thiên nhiên, lên nhanh nào bạn. Ok, vậy như vậy là mình và bạn này sẽ cùng đi sân mạng nha các bạn ơi. Phía này, phía này và phía này đang rất là vắng. À, có thêm một đứa nữa lại bị đai rồi nha em. Trời ơi, cạo mới chỉ có 5 kill thôi mà. Các bạn đừng chết vội nha. À, né xe à, né xe à, né xe à. Hay quá nhỉ, hay quá nhỉ này. Ok, lên bảng đứng số nha em. Ok, hình như là ở phía bạn kia cũng có người nữa hả. Uầy, what the hell, ăn luôn một phát M79 này. Uầy, bạn ơi, bạn ơi. Thế này thì mình chịu rồi. Nó có phóng lựu thì mình không dám chạy qua đâu. Mình cứ ở tạm bên này cái đã. Bởi vì là mình sợ xanh mộ lắm các bạn ơi. Chạy qua cái bây giờ là bị đai luôn đấy. Nên là thôi, cứ ngồi tạm ở đây cái đã. Cái giáp của mình đang chưa phải là giáp trắng nên là mình hơi sợ một xíu. Đây anh em, bình tĩnh nha. Ok, bây giờ thì kẹo nghĩ rằng là lên tròi sẽ là một cái phương án ok nhất nhá. Chúng ta sẽ thủ tại trò một xíu nhá, và chờ cái vòng điện nó thu nhỏ lại hơn nữa. Nào, cứ ngồi tạm ở đây anh em ạ. Đấy, chơi game mà anh em một lấy tới một là phải có chiến thuật đàng hoàng nhá. Ơ kìa, đứa nào chạy kia vậy hả? Từ từ anh em ơi, chưa nên bắn vội này. À, khoảng súng rồi em ơi. Mày chạy à, mày chạy à, mày chạy à. À, thanh niên, nó chạy qua để lút thính mọi người ơi. Đây, còn lại đó là 28 giây nữa thì vòng bảo điện mới thu lại cơ. Nên là kẹo cứ ngồi tạm đây thôi. Đấy, cứ ngồi tạm đây và chờ cho nó chạy qua đây anh em ạ. Bây giờ là hiện tại thì mình vẫn ở trong mo mà, nên là không phải lo bất cứ một cái vấn đề gì cả các bạn ơi. Kìa kìa. À, mày chạy à, mày chạy à, mày chạy à, mày chạy à em ơi. Ok, xanh mộ nhé em. Ngon chơi anh em, kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7 rồi. Và trong cái ván đấu này còn lại đó là 5 người chơi nữa. Wow, các bạn ơi bình tĩnh. Bây giờ là phải bình tĩnh này anh em ơi. Ok, chạy xuống phía dưới cái đã. Mình sẽ vòng qua phía sau cái tháp canh này anh em ơi. Đấy,
Thật ra thì nhìn cái ngọn tháp canh này nó khá là giống với ngọn hải đăng anh em ạ, nhưng mà tôi kệ đi, tôi cứ gọi là tháp canh vậy. Chạy qua phía này. À, không biết là bây giờ thì mình có nên chạy xuống phía dưới không nhỉ? Khi mà bên trên bắn nhau nó lại căng quá nhỉ anh em. Uầy. Đây rồi, đi rồi, còn lại 4 người chơi nữa. Wow. À, một đứa ở ngay phía trên nhá. Bạn ơi, từ từ. Phải từ từ anh em ạ. Nào, chờ nó chạy qua đây anh em ơi, thì kẹo sẽ kill luôn nha. Ok anh em ơi. Bây giờ là kẹo cảm giác là nó lại hơi bị hồi hộp với lại căng thẳng quá. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Ui, đau tim rồi anh em ạ. Bò nhỏ như này, còn lại 4 đứa nữa. Kiểu này là khả năng cao kẹo xanh mộ này. Ok. Còn lại đó là 17 giây nữa thì vòng bắn điện sẽ thu lại nhá. Nói chung là chúng ta hãy cứ chờ đợi thôi anh em ơi. Nào, cùng mình chờ đợi nào. Ui, bo bé tí như này 5 đứa này. Sợ ghê vậy ta. Ui, sợ xanh mặt rồi anh em ạ. Tôi bây giờ là tái hết cả mặt như kiểu là người khổng lồ xanh vậy. Ui, một đứa này, hai đứa này, ba đứa này, what the hell. Các bạn chơi team up với nhau hả? Ui, đang chơi solo cơ mà các bạn cứ làm như kiểu là đang chơi một trận squad vậy. Ui, đây các bạn ơi. Hey, cho Thỏ Bông nhập cuộc với các bạn ơi. Hey. Ui, bạn ơi, đừng bắn mình. Đừng bắn mình bạn ơi. Ok ok, gã chảo công ơi, gã chảo công ơi. Bắt tử heo. Thôi kia, lao cái trưởng. Bắn súng cả. Ui dồi ôi, bắn súng thì xanh mộ luôn nhé. Đây, bây giờ là bo cuối này, team up của 4 thanh niên. Anh em thấy ghê chưa ạ? Ba bạn kia không có chó và kẹo hiện tại có chó rồi nhá. Úi giời. Thế là ba người có chảo, một người có dao à? Ui. Nào các bạn ơi, rút hàng ra để đập nhau nào. Thế bây giờ là còn lại là 4 giây nữa bắt thua anh em ơi. Ui. Ơ kìa, bạn kia chơi xấu vãi trưởng lại hết xong mà nỏ cơ. Thế thì ghê rồi. Thế thì ghê rồi anh em ạ, đây. Mình sẽ dựng sẵn bong keo này để phòng thủ nhanh em. Ui, bo đã thu lại. Rất là căng nhà các bạn ơi đây. Dựng bong keo để phòng thủ anh em ơi. Bạn ơi, mình vẫn muốn chơi team up bạn ơi. Ui, các bạn lại kêu nhau gì à? Ghê vậy. Ui, ok kêu nhau cả. Thế thì bây giờ mình kêu bạn nhé. Mình kêu bạn nhé và yeah. Như vậy là kẹo đã giành được top 1 ở trong cái vài đấu này rồi anh em ơi. Wow, ăn mừng nào anh em ơi. Nhảy thăng lên quyền ăn mừng này. Ok, ngon. Mạng cuối thì lại không có ăn được. Đơn giản là thằng cuối cùng nó chết vì bo. Đấy, chán quá nhỉ anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.